Hello cho anh em trở lại kênh Mobile Mobile Việt nhé. Có một chiến thuật rất hay đó là tuy ta không mạnh, không khỏe nhưng mà anh em ta đông. Đấy, đấy đó là gì này. Cái tưởng hai đứa đông nhưng không ngờ thì mình bốn đứa nha. Ở cái chiến thuật ganh lên đồng đầu tiên thì các bạn nên áp dụng khi đi mid và đi rừng để hỗ trợ cho AD dễ chơi. Đặc biệt những vị tướng AD có thể ép đầu game như Vio, anh em hoàn toàn có thể giúp AD ép AD trên mạng để tạo lợi thế đầu game, để cho AD dễ chơi hơn và để cho AD nhanh lớn hơn đấy anh em ơi. Đó là cách các bạn nuôi AD và nhớ là nuôi AD nha. Đặc biệt những vị tướng AD dễ chơi mà các bạn gái thích chơi thì các bạn có thể hỗ trợ cái đất của mình để cái đất của mình tỏa sáng và chắc chắn rồi sẽ có phần thưởng cho anh em. Đó, ăn được mạng của bạn Serica, ăn được rồng một chút Vera đốt bụi combo nhưng mà team mình đông hơn đấy. Với sự cover của đồng đội rất là quan trọng để các bạn lấy được lợi thế đầu game, ăn được mục tiêu để được trụ sớm và có thể cướp mùa của rừng team bạn. Đặc biệt thì chơi AD thì cần có một người chơi trợ thủ có tâm nhé. Một người bạn của mình chẳng hạn, anh em nhớ rủ bạn cùng chơi. Chơi game mobile cùng nhau chắc chắn là rất vui. Mà chưa có link thì nhớ lên số mobile kiếm link chơi game nha anh em nhé. Ok, còn cái việc mà chơi VO đầu game khỏe giữa game yếu đó là anh em chơi đầu game chưa đủ khỏe thôi. Chứ anh em đầu game đủ khỏe rồi, anh em lấy được lợi thế thì chắc chắn giữa game anh em vẫn khỏe như thường, chứ không có bị tụt mốt nha. Thôi đặc biệt thì đạt FP đánh như cao thủ chiến tướng này thôi rồi. Cày quá hay luôn, sau khi mà ăn được ADSB team bạn thì bạn đấy dẫn đầu để qua cướp bùa xanh luôn. Đây là công thức chuẩn nha, ép được đường rồi thì mình sẽ đi lấy lợi thế. Đó. Và việc của mình rất là đơn giản là tự lựa theo bạn SP mà chơi và ăn mạng thôi anh em ơi, truyền thiết rồi. Lại phải xanh à. Xanh thế này thì team bạn sẽ ăn ngập hồ hành với Vao ngày hôm nay nha. Bên kia có những vị tướng choáng mạnh như Balok, như Veda thì ta mình sẽ chơi cái giày kiên cường nha em ơi. Còn bình thường ý mình sẽ sử dụng giày zoom mục cho Vio để bắn nhanh hơn, bởi Vio lợi tốc đánh so với những con tướng AD khác. AD Vio và AD Morian là lợi tốc đánh nhá, 0.8 giây là hồi chiêu nó đánh thường rồi, tướng khác là mất 1 giây đấy anh em ơi. Hiện tại thì kênh YouTube của mình đang up được khá ít clip trong mùa S4. Và vấn đề là kênh của mình bị trục trặc một thời gian một tuần. Nếu anh em thắc mắc là anh em thấy là MOBA không có up clip, anh em bảo anh lặn đầu lâu thế mãi mới xuất hiện thì kênh của mình gặp vấn đề mình không up clip mới được. Bây giờ mình trở lại comeback bình thường anh em ơi. Và nhớ like clip ủng hộ MOBA anh em nha. Đấy, giật bóng về là đi. Nhưng mà thôi mình quay về cứu cái trụ đường đồng không được rồi, mình ăn trụ đường trước khi mạng luôn. Và bạn bố đắt lên bản đấy số thì bùa đỏ vừa ra mình ăn luôn anh em ơi, bởi cái mạng ở dưới hết rồi. Brandino thì thắng kèo Dioma, nghĩ là Brandino thì mình chơi hay hơn Dioma, chất lượng cao tơ rất là nhiều. Đấy là đầu game nhé, chứng tỏ thì Dioma này là chưa ổn rồi, chứ bet Dioma thì Brandino cũng rất là khó chơi. Một kèo gọi là kèo kỹ năng mà anh em ơi. Còn mình chơi con tướng dễ chơi này, anh em hoàn toàn có thể chơi tốt hơn cả MOBA mà bạn nào cũng chơi tốt được nha. Chỉ cần anh em không lộn lên trên, anh em chơi đúng sau hoặc là lộn về sau thôi là các bạn có thể tỏa sáng được với Vao. Đây mình cứ đứng sau mình tới mình bắn này, cực kỳ easy. Orlando lại hay đó, ngu đáp bị ép không làm gì được. Với chất tướng như cây, như Corano, như Xri thì anh em thấy đấy, Vio rất là dễ chơi. Thế là các bạn khi mà pick AD thì nhớ bảo mấy bạn của mình ít chơi mấy con tướng mạnh đầu game một xíu xíu, hoặc là mạnh càng nhiều càng tốt để có thể là anh em được chơi dễ hơn. Đấy, mình được chơi này anh em ơi, mình được mạng luôn, hẳn rất đau rồi. Trước này mình sẽ sử dụng combo đổ hơi trùng nội tạng một tí, đó là cái giày kiên cường và song đao bạo tát. Thì cái trang bị này sẽ trùng nội tạng, đó là khi mà cái song đao bạo tát nó nổ đam chí mạng thì mình được tăng 35% khá hiệu ứng trùng với cái giày kiên cường. Nhưng mà mình cần ở cái song đao bạo tát chính là cái chỉ số chí mạng cao đó, mình sẽ nổ đam chí mạng
nhiều hơn, chứ không phải là mình cần cái trường nội tại đâu. Bởi thực ra thì giày du mục thường là lên cho Paolo, nhưng mà trận đấu thì bạn khống chế chỉ sao bạn quá, như kiểu con Veda ấy thì mình chơi cái đồ kia. Mình tin hỏi em có thể thay sau đây bắt tắt thành rất tám nhé. Từ này đi ăn hôi rất nhiều, team đánh hay thì ra mình chỉ việc ăn hôi thôi. Ví dụ đứng đây chờ bạn Budas giật về nè, mình xin đấy. Ơi game nhẹ quá anh em ơi, nhiều trận đấu rõ phải gánh team. Không đủ đam. Mình xin bạn ơi, đừng có dờn với ghét Paolo nha bạn. Ok, đánh hồi máu cũng nhanh thôi mà, anh em dùng nhiều ngọc hút máu một tí nhé. Thì mình sẽ hồi máu nhanh hơn. Trận đấu này thì mình chơi theo phong cách rất nhiều anh em thích chơi, đó là cái trang bị thương xuyên giá kiểu cái này. Hai trang bị này thì các bạn sẽ bắn trưởng rất là đau đó. Boom, ui. Một lượt bắn hay cả một chiêu hai chiêu cuối là một đứa lên bảng nha. Đây là một phút thứ 7 thôi anh em ơi. Mà team bạn chất tướng kiểu không có tanker cứng ít thì mình chơi thương xuyên giá rất là hợp. Còn nếu mà team bạn chất tướng tanker cứng nhiều thì anh em sử dụng cái diệt thần cung là ổn. Hoặc là anh em thích đồ ngon bổ rẻ thì các bạn có thể chơi kiếm Mora Masa cho bạn ô nhé. Cứ ngọc các bạn theo dõi ở phần mô tả video clip của Mobile Việt. Đấy, bây giờ anh em ơi ép thôi. Việc nhẹ lên cao cũng ai chắc được vào người mình là em cây bạn đến cân 4 nhỉ. Uầy, 4 đứa hít cây nhỉ. Đấy ta tiền đề cho mình qua đây mình ép bạn Mugat này. Trời ơi, chí mạng. Không kịp làm gì luôn. Cứ tưởng còn hơn được cái máu là mà chạy ra hạt không rồi. Lên bảng mà lốc thì dùng chưa cuối để chạy. Đam quá to và quá mạnh từ XG kết hợp với VO anh em ơi. Tulen thì cũng bắn trưởng từ xa rồi, có nội tại giật rất là đau. Đấy thì ra thì mình cũng ép. Cây câu được chiêu của Veda. Veda không còn đáng sợ rồi. Mình lội bắn một cái và bạn Ryuma cảm thấy cái kiểu trời sập và thấy hốt hoảng bật tốc biến luôn. Game quá dễ, chỉ cần để lính bay ép bởi Veo 11-0. Sức bán là cực kỳ kinh khủng. Đó, rất là nhiều tướng AD vừa dễ chơi, vừa khỏe, vừa hợp meta, các bạn nhớ chơi nhé. Ví dụ như Vao, ví dụ như Theo, đều là những vị tướng AD kiểu dễ chơi mà khỏe. Anh em có thể pick theo mọi rank đều rất là ok. Vao thì chắc tướng mình đánh giá ở rank cao ổn hơn cả Theo nhé. Thành ra thì đây là vị tướng anh em có thể luyện từ rank thấp lên rank cao, mà vừa dễ chơi, vừa khỏe, vừa hợp meta để có thể để thành tốt. Và Vao cũng là gái cưng rất nhiều siêu phẩm chỉ sợ. Ui, cầu ăn. Cầu ăn, có biết mình người 1-0 không hả? Thấy mình lộn lên cái cầu băng ngay luôn, không phải đấy bắn trúng là đi anh em ơi. Đấy, Malok kìa, Malok này chắc là có lẽ là chơi đam rồi. Thường Malok bây giờ chơi đam để khắc chế những vị tướng tanker. Ví dụ tanker thì mình là cây, thành ra thì lại là điểm yếu để mình khai thác. Thì lại không có tanker cứng thì mình bắn cho lùng cái đầu. Cái đồ cuối cùng chơi thuốc kiếm nha, thì đem đột lực bắn nó sẽ rất là to luôn. Đấy, đấy. Máu tụt cơm panh. Bắn một cái, chạy đi đâu được, nửa cái máu mình vẫn bắn chết luôn. Mà team 20, team bạn có ma thôi. Có lẽ thì GG lúc cái đàn anh không nhở. Chứ càng chơi chắc có lẽ mình ăn được 20 mạng à. Đánh càng lâu thì mình ăn càng nhiều thôi. Nhưng mình không chơi kiểu nhây đâu nhé. Cách chơi của MOBA từ trước đến nay anh em thấy rồi đấy. Mình chơi rất là đơn giản, chắc chắn đơn giản và hiệu quả. Không dườm già, không màu mè. Chủ yếu cái đạt hiệu quả cao thôi, ăn được nhiều mạng. Đấy, gánh được team. Và di chuyển chuẩn xác. Ui, cái gì vậy? Ui, Veda tính ra thả team mình, anh em bắn phát chí mạng 3k đi luôn. Ui, bạn CDK này bắn hơi đau đấy. Bình thường CDK 3 phát bắn mình cũng đi á. Nên thành ra thì thôi, trận đấu này có khi là cũng end sớm này. Mù đát, rồi thôi. Ảo ảnh chạm luôn, không ảo. Để né được cái đam chương 1 của mình, đây lại vẫn cố tình lướt lên. Bàn lưỡi trước 11k, đừng quá vội.
thôi một in luôn đi chứ. 11 phút dẫn 11k anh em thấy thế nào? Đồ thì bao ô full rồi. Bây giờ chuyển sang cái này nha anh em nhé. Late game thì các bạn sẽ chuyển sang, bởi late game nếu khi bạn có những cái trang bị giáp nhiều ấy thì thương xuyên phá nó sẽ không ổn đâu. Trang bị thương xuyên phá chỉ mạnh thời điểm đầu game và giữa game và gần cuối game thôi. Còn đến thời điểm late game ấy là chúng ta sẽ chuyển sang cái diệt tấn công nếu mà có tiền anh em nhé. Đây rồi, có diệt tấn công này. Đấy, được bắn nó gần chết luôn. Có một chút nữa thôi. Cây đứng cao một tí cây ơi. Ây, chung cuối của CDK bật rồi, bật đứng này. Cây lao thẳng vô, kép cho CDK không được bắn. Quá hổ vào cá trồn anh em nhở. Đấy, cây hy sinh nên chứ mình ngại có lợi thế này. Ui, một bắn hai mạng cho bé vào ô. Còn bạn lên bảng nốt 19-0. Nhưng mà thì bạn lên bảng đến số hết mất tiêu rồi, không đủ 20 anh em ơi. Video của mình cũng nên kết thúc ở đây thôi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.